sống trên đời cái gì cũng phải chuẩn. Bạn ơi, mình shipper đây. Chào bạn, mình đứng đây từ chiều. Bạn giao gì nhỉ? Mình đặt nhiều thứ lắm. Tàng điện thoại bạn ơi. Cái gì phải chuẩn mà. Đi đâu mà vội mà vàng, hay cứ bình tĩnh check hàng cùng nhau. Mình kiểm tra nhá, mình sợ bên trong để kiểu sỏi hay là mấy cái thứ linh tinh trong này ấy. Bạn ơi, hàng không check được, nguyên tem đấy. Nhưng mà phía dưới có một số ký hiệu kỳ lạ. Những cái hộp như này, hộp nào chả có chữ run chữ dễ. Cậu nhìn đi, màu hồng trên hộp này trông không bình thường tí nào cả. Mà chưa kể, còn nhẹ khoảng 25g so với hộp bình thường. Ni lông bọc cũng mỏng hơn so với hàng xịn. Ba cốt thì mờ hơn khoảng 20%. Vạch thứ tư sao lại nghiêng về bên trái cách bất thường này. Trông có vẻ là dấu hiệu hàng giả, không thì cũng là hàng kém chất lượng. Là còn vết sao chính tả. Đây là phố chân khắc chân chứ không phải là chân khắc chân đâu. Chân này là chân cẳng chứ không phải là chân trâu. Mình rút quần áo chưa ấy nhỉ? Thôi được rồi, mình nhận tạm cho cậu nhá. Đây. Gì nữa? Hỏi nốt một câu thôi. Cái này mình nhận hộ bạn thì tổng tiền ship là bao tiền nhỉ? 19.000. 19.000 đúng rồi. Thôi ông cầm luôn đi. Em hiểu ông luôn đây. Này em ơi. Nhìn cái gì đấy? Nhà chị bán phở chứ không phải bán trái cây đâu. Này, nhìn menu gọi phở chị cái đi nào. Vâng, cho em một bát nhiều thịt, nước trong, hai trứng, ba quẩy, hành củ. Có ngay. Chị ơi, phở nhà mình là chân truyền, gia truyền hay là thất truyền ạ? Phở này phở gia truyền của chị đấy, từ thời bà ngoại của ông nội chị cơ đấy. Thế thì chắc là chị dành với nó lắm nhỉ? Cụ thể đây là trâu hay nghé, đực hay cái, đã tiêm phòng lở mồm long móng hay chưa? Hằng ngày chị cho nó ăn chế độ ra sao? Khẩu phần thế nào? Có đầy đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với chế ăn của trâu hay không? Lúc chị thịt nó nặng bao nhiêu cân? Chị thịt xong chị bảo quản ở đâu và tổng cộng bao nhiêu lâu? Chưa hết, trứng có vẻ không tươi lắm, lòng trắng không được đều, quẩy giòn tan như thế này ít nhất cũng phải chia đến 3 lần. Chuẩn luôn đúng không chị? Cậu có đi ra đây, đi ra. Chưa lắp mạng. Tôi muốn lắp internet và truyền hình khẩn cấp. Sẽ có nhân viên của Viettel tới lắp đặt ngay lập tức cho mình ạ. Cũng biết tôi ở đâu mà nói qua luôn. Em chỉ cần chớp mắt là thấy được anh ở đâu. Anh cứ ở nguyên đó, em tới ngay. Nhu cầu anh ra sao để em tư vấn cho anh nhé. Thì cũng bình thường, tuần 3 lần. Nhầm. Tôi lắp internet cho nhà trên tầng 6. Internet của đằng ấy có lên được không? Tôi hỏi này, nhà tôi diện tích là 50m², tính thêm cái ban công là 60m². Cái hành lang thì thoảng thoai ra đọc sách là 5m². Thế 65m² thì lắp gói nào là chuẩn nhất nhỉ? Gói nào mà vừa rẻ mà vừa mượt để tôi chơi game nhá. Mà modem mình lắp là loại gì nhỉ? Nhập khẩu từ đâu? Kích cỡ như nào? Tôi dùng mà không mượt thì có được đổi trả để lấy cái mới không? Mà tôi cho cô biết nhá, tôi là khách hàng lâu năm, tôi đóng cước trước thì có được khuyến mãi ưu đãi gì không hay là cũng thế. Những gì anh cần thì bên em đều có thể đáp ứng ạ. Nhà 65m² thì mình có thể dùng gói internet net 3 plus trên thông data dưới phòng ngập sóng. Mà giọng anh hay như thế này thì chắc là anh cũng đẹp trai lắm nhỉ. Game thủ như anh mà livestream thì chắc nhiều cô theo đuổi lắm đúng không anh? Thì còn truyền hình bên em là truyền hình Viettel TV với 160 kênh và chùm kênh ca cộng siêu đặc sắc, xem đồng thời trên 2 thiết bị. Em còn hỗ trợ đăng ký cả gói data cho điện thoại, chuyển đổi trả trước sang trả sau bên nhau trọn vẹn, hỗ trợ tận tình nhanh đến giật mình. Gì thêm không ạ? Thôi, em đến lắp mạng, lắp truyền hình, vừa đăng ký 4G cho anh đi. Chào anh có phải là anh Chuẩn không ạ? Em tên là Trình, là nhân viên của Viettel vừa trò chuyện với anh qua tổng đài 1800 8168 đấy ạ. Em và các bạn đến đây để lắp đặt dịch vụ cho anh đây. Chuẩn luôn, chuẩn đấy em ơi. Lắp mạng cũng phải chuẩn.